Đây là cục sạc 65W chuẩn PD của Apple mà mình hay dùng để sạc cho MacBook. Còn đây là cục sạc 120W của Xiaomi mà đi kèm ở trong hộp của Black Shark 4 và Black Shark 4 Pro. Vừa hôm qua thì mình thấy Xiaomi họ đã có những cái đoạn video leak ra đầu tiên về việc họ đang phát triển những chuẩn sạc lên tới là 200W, sạc có dây cho điện thoại cũng như là sạc không dây lên tới là 120W, những cục sạc nó cũng rất là nhỏ gọn như thế này thôi. Vậy thì tại sao Đường đường là hãng smartphone có những chiếc điện thoại bán chạy nhất thế giới qua các năm, là hãng smartphone top đầu thế giới nhưng Apple với cái chiếc điện thoại của mình lại luôn luôn chỉ có sạc từ 18W cho tới 20W thì đó là những gì mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Tại sao các hãng đã 240W hết rồi mà cuối cùng bây giờ Apple vẫn chỉ dậm chân ở 20W và họ đó là sạc nhanh. Đầu tiên thì để bắt đầu mình xin khẳng định cái video này không phải để chỉ trích hay là để đánh giá gì Apple cả Mình cũng có thể gọi là một iPhone mình cũng đang dùng rất nhiều đồ của Apple Tuy nhiên chúng ta phải công nhận các bạn iPhone xem video này chúng ta phải công nhận với nhau Rằng là sạc của Apple bây giờ chẳng gọi gì là nhanh cả họ 18W vào năm 2019 và nâng lên thành là 20W vào năm 2020 chuẩn sạc PD và họ gọi đó là sạc nhanh nhưng mà thật sự thì cái sạc 18W bây giờ nó như kiểu là quyết chặt 3 18W sạc chuẩn cho các dòng điện thoại Android và những dòng điện thoại tầm trung như kiểu Realme 8 Pro mình vừa làm review có 8 triệu 50W sạc nhanh tặng kèm trong hộp Oppo Reno 5 50W sạc nhanh tặng kèm trong hộp luôn Vậy thì có cái lý do gì Apple họ bảo là vì lý do môi trường thì họ không tặng kèm sạc thì cũng ok nhưng mà tại sao cái sạc nhanh là một thứ cực kỳ cần thiết họ lại không trang bị đến như vậy. Lý do đầu tiên mình thấy rằng đơn giản là họ đang dùng cái chuẩn sạc PD. Trong khi đó hầu hết những hãng smartphone hiện tại như Oppo, Xiaomi, Vivo, Huawei, OnePlus Vân vân và vân vân Thì họ đều sử dụng một cái chuẩn sạc riêng của họ Tất nhiên những cái hãng smartphone nhà BBK Như kiểu là Oppo, Realme, OnePlus Thì họ có những cái chuẩn sạc mà gần như là có thể kiểu tương thích ngược với nhau Nhưng mà những hãng khác kiểu Huawei Họ dùng một cái chuẩn Super Charge riêng Hay là như Xiaomi Họ cũng phát triển một cái chuẩn sạc riêng Mà chỉ dùng được những cục sạc như thế này này trên những dòng như là máy của Xiaomi hay là của Black Shark mà thôi. Còn trong khi đó Apple họ đã đang sử dụng cái chuẩn sạc PD lên iPhone. Chuẩn sạc này thì cũng dùng được chung với cả những chiếc MacBook hay là những cái sản phẩm mà sử dụng cái nguồn sạc cao hơn. Tức là mình có thể dễ dàng dùng cục sạc này để sạc nhanh cho cả iPhone 8, iPhone X từ đời cũ hay là iPhone 11 Pro hay tương lai sẽ có thể là iPhone 13, iPhone 14 thì đó là cái lợi của việc dùng một chuẩn sạc duy nhất PD. Hiện tại những dòng iPhone 12 series thì đã có cái công suất sạc nhanh cao hơn là lên tới 20W nhưng mà cái cục sạc này thì sẽ không tặng kèm trong hộp các bạn muốn mua thì đó các bạn có thể tham khảo link ở dưới phần mô tả video tham khảo những cái phụ kiện đó cũng như là những dòng sản phẩm iPhone 12 series mới nhất tại di động Việt đại lý ủy quyền chính hãng của Apple sẽ có những cái dạng hàng cũ mới và những cái phụ kiện chuẩn Apple mf hay là những cái phụ kiện giá rẻ hơn nữa có rất nhiều những cái deal theo dạng combo như vậy thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả video nha đừng quên 35 thành viên giảm giá 100k nữa nó thật là sạc chính hãng của Apple thì đắt lắm, phụ kiện của Apple thì đắt lắm, nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng mua được những cái cục sạc kiểu Aukey, Anker, là hãng to, Belkin cũng là hãng nổi tiếng, hoặc của những cái hãng Trung Quốc như là Baseus hay là của chính Xiaomi này, những cục sạc chuẩn PD 18 20W với mức giá cũng tương đối rẻ, khoảng 150 200.000 là các bạn đã bắt đầu có những cục sạc chuẩn PD 18W mà gọi là chấp nhận được rồi. Cao hơn thì tất nhiên, hãng càng xịn lại giá càng đắt thì không nói đến. Lý do thứ hai, mình nghĩ rằng sau kỹ thuật thì chắc chắn là lý do về mặt kinh tế các bạn đều thấy với một chuẩn sạc pd dành riêng cho iphone như vậy thì hiện tại đang có rất nhiều những hãng bên thứ ba làm phụ kiện mà kiểu là cục sạc cho iphone và những hãng như vậy đang góp phần tạo thành một cái hệ sinh thái phụ kiện rất là muôn ngàn phổ biến các dạng hàng các phân khúc cho apple và apple thực sự là đang được lợi từ những hãng này và cũng đồng thời ngoài việc sử dụng một cái chuẩn sạc phổ biến như là pd thì họ lại bán một cái chuẩn là chuẩn mfi để có thể sản xuất những cái phụ kiện kiểu dây sạc cắp kết nối mà đạt được chuẩn này của apple thì các nhà cung cấp các nhà sản xuất phụ kiện sẽ lại phải chi tiền cho apple do đó hiện tại cái việc mà apple chuyển từ chuẩn pd sang dùng một cái chuẩn riêng giống như những hãng trung quốc khác thì gần như là không có lý do gì để họ làm như vậy cả thứ nhất họ sẽ mất đi rất nhiều những nhà phát triển bên thứ ba làm phụ kiện bán phụ kiện giá rẻ cho mình cái thứ hai họ sẽ mất thêm tiền để rd để nghiên cứu và phát triển những cái chuẩn sạc riêng đó trong khi rõ ràng hiện tại đang có rất nhiều những bên khác hỗ trợ họ trong cái việc này thì về mặt kinh tế họ không có lý do đúng không? Và cuối cùng vẫn phải nhắc đến lý do thứ ba đó là bởi vì Apple thích như thế các bạn ạ. Đúng vậy. Các bạn mua một chiếc điện thoại Android thì sẽ có những cái thông số để so sánh với nhau. Nhưng mà iPhone thì chưa bao giờ là kiểu cạnh tranh về mặt thông số cả. Mà nói thật là với đại đa số người dùng bây giờ các bạn cũng không mua một chiếc iPhone bởi vì nó có sạc nhanh, đúng không? Nó có sạc nhanh là một điểm cộng nhưng mà kể cả bây giờ sạc nhanh có xuống 15W hay 18W thì mình nghĩ là các bạn vẫn sẽ mua nó thôi, bởi vì iPhone nó có rất nhiều những lý do khác khiến nó đáng mua và việc mà Apple có giữ sạc nhanh nó ở mức 20W hay là thấp hơn nữa thì cũng không khiến cho doanh số của những chiếc iPhone thực sự bị ảnh hưởng tới như vậy họ độc quyền iPhone, họ độc quyền iOS cho nên là đánh chữ thôi. Apple thích thế thì chúng ta phải nghe theo. Nhưng mà tất nhiên, đó là những cái phân tích của mình từ góc độ là góc nhìn cá nhân của mình. Còn cái việc dùng chuẩn sạc PD của iPhone ấy, thì như mình đã nói vẫn có những cái lợi điểm. Ví dụ như là mình chỉ cần dùng một cục sạc có cổng C này, mình cắm cho cả MacBook, mình cắm cho cả iPad Pro, mình cắm cho cả iPhone. Cứ cắm vào thiết bị nào thì nó sẽ tự nhận là 18W, 20W, 30W, 65W hay thậm chí những dòng MacBook Pro xịn hơn là lên tới 100W thì đó là cái lợi điểm của sạc PD và hiện tại thì mình vẫn đang tạm ổn tạm ổn với những gì mà Apple mang lại cho mình bởi vì <laughs> các bạn đã khổ lắm lỡ bà làm iPhone rồi thì đành chịu thôi Apple cho cái gì thì chúng ta vui vẻ và chấp nhận thôi đúng không rồi anh em xem đến đây đừng quên để lại một like một subscribe cũng như là comment tất cả những ý kiến bàn luận với mình ở bên dưới đừng có nặng nề với nhau quá là được còn anh em bàn luận cái gì thì mình rất thích anh em nói chuyện với mình xin chào hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau